Tiếp tục từ hôm nay đây, em Lê Hương Ngô tại Hải Dương lại về được cho mình thêm một siêu phẩm Chevrolet Cruze. Đây là một chiếc Chevrolet Cruze số sàn, được sản xuất năm 2010, và với form dáng bản sedan cực chất đẹp cho em. Không chỉ sở hữu một lớp sơn màu trắng sáng đẹp mà còn có nội thất và máy móc cực kỳ chất lượng cho mình luôn. Và bây giờ thì em Lê Hương Ô tô Hải Dương xin kính mời toàn thể quý khách cùng em Lê Hương bớt một chút thời gian quý báu của mình để xem hết được cái video này của em nhé. Một chiếc Chevrolet Cruze với biển 29 Hà Nội. Ngay từ cái nhìn đầu tiên các bác có thể nhìn thấy cho em này, form dáng thì đẹp rồi, lớp sơn màu trắng. Cụm đèn pha là halogen siêu sắc nét, thiết kế cho em là có ốp hết mạ chrome cao cấp rồi. Đèn gầm đầy đủ cho em. Tất cả những đường dập lổi đây, em đã mở sẵn cánh cửa rồi. Để một chút nữa em quay cho các bác có thể nhìn thấy nhé. La răng thể thao siêu chất luôn, la răng tăm thể thao. Các bác nhìn cho em này, la răng tăm chụp cực kỳ chất. Nếu đây mà để bên ngoài, không chỉ những em thích nhất là màu sơn của chiếc xe này mà nó còn thích thêm, thích hơn nữa là chiếc la răng thể thao đây ạ. La răng thể thao phanh ABS, và đặc biệt là với cái bộ la răng rất là chất, tầm nhỏ như thế này, khi các bác chuyển bánh này nó sẽ quay tròn và nhìn rất là đẹp mắt luôn. Với chiếc xe này thì có xi nhan trên hông đầy đủ cho em rồi, tay nắm cửa này cũng như lẹp chân kính ốp hết mạ chrome cao cấp cho em. Ở trên khu vực đây cũng ốp hết chrome rồi, nên các bác nhìn này rất là sáng và đi xa nhìn rất là sang luôn. Gương kính thì liền đời theo xe cho em, đời 2010. Và sâu bên trong hơn thì điều em thích nhất đó chính là khoang nội thất máy móc của chiếc xe này. Các bác nhìn cho em này, với bộ ghế da, với cái tông màu lâu bò và màu đen kết hợp với nhau cực kỳ sắc nét, cực kỳ đẹp luôn. Ghế da múi, ghế da có hai cái má ghế như thế này, ôm trọn vào lưng người ngồi, cảm giác không hề bị tròng tranh. Nhiều bác mà đi xe mà sức khỏe hay là cái kiểu mình hay bị say xe đấy, thì ngồi những dòng ghế da như thế này, nó ôm vào lưng không hề bị say xe đâu. Và chiếc này em đang bán là 245 triệu, đời 2010 ạ. Chevrolet Cruze. Các bác nhìn cho em này, em Hương sẽ quay kỹ cho các bác phần táp lô. À táp ly ạ, phần táp ly của cánh cửa này rất là đẹp, gương kính cụp chỉnh điện, các phím bấm này auto cho em. Bốn quả loa to bản trang bị bốn bên cánh cửa này, riêng cái phần dưới này là phần da mềm đẹp rồi. Keo chỉ zin. Keo chỉ zin nhá. Các bác nhìn cho em, em quay kỹ cho mình cả cái bấm đinh tán này. Keo chỉ zin này. Keo chỉ zin đét luôn, bấm đinh tán này, tất cả cánh cửa này, lỗ thoát nước tròn xoe luôn. Sticker của nhà sản xuất này, có móc khóa cửa rất là chắc chắn và đẹp. Một con ốc, hai con ốc, tất cả những con ốc cánh bản lề không hề bị vặn xoáy này. Sang đến hàng kính thứ hai, à cái hàng cánh cửa thứ hai cũng vậy luôn. Gương kính thì liền đời theo xe cho em, cũng được ốp hết mạ chrome rồi. Tay nắm cửa sáng choang chrome cao cấp này. Ghế da thì siêu đẹp luôn, thật sự là siêu đẹp và cái tông màu rất là sang. Với cái màu sắc như thế này thì các bác có thể đi gia đình, taxi, dịch vụ. Và một chút nữa là các bác có thể chạy cho em là dịch vụ hoa đám cưới, đám hỏi cho em đi. Vì cái màu sắc nó rất là đẹp, form dáng cũng rất là đẹp luôn. Mà giá chỉ có 245 triệu. Móc khóa cửa đây các bác nhìn cho em này, móc khóa cửa sáng choang này. Phần gioăng cửa này, không hề một phân nào bị mục mọt, ôm trọn vẹn cho em phần miệng cánh cửa nhé. Xuất sắc luôn, phải gọi là xuất sắc. Dạo gần đây bắt được rất là nhiều xe đẹp, giá đẹp luôn. Đây la răng, phần la răng là em thích nhất đây ạ. Nhìn rất là đẹp luôn, quay sát cả gầm bệ cho các hàng nhà mình xem. Lốp này, các khe còn rất là sâu luôn. Khớp lối thì siêu khít, không hề bị hở. Phía sau xe thì có lắp cho em là bô líp thể thao cực chất, cực đẹp, biển 29. Và có nè, có gì nào, bô líp thể thao biển 29 có cam lùi đầy đủ cho em rồi. Có cam lùi đầy đủ cho em, bô líp thể thao này. Cụm đèn hậu phía sau thiết kế to bản và sắc led không hề kém cụm đèn pha, không hề hấp hơi hay là mờ nước. Rất là sắc led đúng không ạ? Bô líp thể thao đây. Nói chung với em này thì các bác về chỉ việc đổ xăng là đi thôi. Quay sâu cả cho mình gầm bệ này. Đây, cụm đèn hậu rất là sắc led nhé. Tất cả những đường dập lổi trên thân xe đây. La răng thể thao tăm rất là đẹp luôn, chuyển động cho em khi mà lăn bánh thì nó cảm giác rất là đẹp luôn nhá. Ghế da rất là tươi mới luôn, nội thất ghế da mới sạch sẽ cho em. Táp ly cửa bên đây cũng vậy luôn nhá, bốn cánh cửa táp ly đều đẹp căng cho em, một chiếc xe mộc. Mộc luôn, vì em vừa mới về mà. Phương châm làm việc của em Hương là tình trạng xe như nào em sẽ báo như vậy. Và chất lượng xe như thế nào em cũng báo luôn cho mình nhá. Các bác nhìn này, lốt đinh tán này, keo chỉ zin này, lỗ thoát nước này, táp ly đẹp căng luôn.
145 triệu đời 2010. Trang bị động cơ là 1.6. Những bác nào thật sự yêu thích chiếc xe Chevrolet Cruze này, hãy nhấc máy lên và gọi cho em Lê Hương qua hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn cũng như là làm về giá, một cái giá hợp lý nhất giữa hai bên và mua và bán. Còn em sẽ cam kết bằng văn bản cho mình không đâm xô, không ngập nước. Hồ sơ pháp lý là cực đẹp. Tất cả cái phần này trên cánh cửa đều là bằng da đẹp cho em này. Bạn này thì có túi khí an toàn trang bị ở trên ghế phụ này, ở bên ghế bác tài ở giữa này. Vô lăng này thiết kế 3 chấu cụm đồng hồ 3D luôn. Có cho em màn hình siêu to rồi, cần số 5 cấp cho em. Còn rất là mới, ngay từ cái áo da này cũng vậy luôn, rất là mới này, điều hòa thì mát lạnh luôn. Có cổng sạc, cổng AUX luôn. Cổng AUX này, tay phanh này mới đét đẹp, đẹp luôn nhá. Không hề bị, cho thời gian sử dụng không hề bị mòn hay bị bóng này. Gương các bác nhìn đây ạ, gương này. Những cái đèn trần này hoạt động hoàn toàn bình thường, từ những cái tiểu tiết như này thôi, hoạt động hoàn toàn bình thường. Chắn mưa này, có kính này, kính này bác này dán vào rồi, chắc bác không thích. Thôi gương. Táp lô này các bác nhìn cho em này, táp lô đẹp căng luôn. Sấy sưởi kính, điều hòa mát lạnh auto nhé. Sấy sưởi kính này, cần số 5 cấp số sàn, rất là mới, rất là đẹp luôn. Và bây giờ thì em sẽ mời toàn thể khách hàng đi cùng em Lê Hương chiêm ngưỡng hết phần khoang động cơ máy móc. Trái tim, các bác hay còn gọi là trái tim của chiếc xe này, nó nằm một khoang động cơ máy móc này, la răng thể thao lốp các bác nhìn cho em này, siêu chất luôn. Đứng như thế này cho các bác nhìn được hết form dáng của em nó này. Em sẽ mở phần trái tim của chiếc xe này ra để khách hàng nhà mình cùng em Lê Hương chiêm ngưỡng nhé. Rất là đẹp luôn. Máy số phải cực ngon này. Nội thất da, ghế da này, máy móc thì chất lượng em đảm bảo cho mình rồi. 245 triệu đời 2010. Số sàn 1.6 nhá, trang bị động cơ là 1.6 này. Và đây là bên trong khoang động cơ máy móc của chiếc xe Chevrolet Cruze đời 2010, em đang bán là 245 triệu. Địa chỉ bày bán bên em là 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Các bác chỉ gần đến bệnh viện Nhi hoặc gần đến Đại học Hải Dương, các bác gọi cho em. Số điện thoại 0354602790, gọi hoặc nhắn tin qua Zalo, em sẽ gửi định vị trí cho mình. Các bác nhìn này, động cơ này, gầm máy móc bên trong này, khung sườn sắt xi này, khung răng này, các bác nhìn kỹ cho em này. Không đâm xô, không ngập nước, tai đèn này, ụ giảm chấn này, nước làm mát này, em quay thật là kỹ, đi chậm cho mình. Đây chính là trái tim của chiếc xe đây ạ. Ngửa lên tiếp theo các bác nhìn cho em này, còn nguyên cái thảm này, 12 năm sử dụng nhưng em nó còn nguyên cái thảm chống nóng giảm nhiệt này. Lắp cabo này, lót đinh tán của nhà sản xuất đây. Các bác khách hàng nào ở xa mà không thể đến trực tiếp bên xe bên em được thì vẫn có thể qua cái video này của em, qua video mà em Hương vừa rồi đã quay để có thể nhìn kỹ hơn, chính xác hơn về chất lượng của xe. Và em cũng cam kết cho mình, những bác nào ở gần thì cứ đến chạy và cảm nhận xe nhé. Em xin phép được đọc lại thông tin của xe. Một chiếc xe Chevrolet Cruze số sàn đời 2010, em đang bán là 245 triệu, phù hợp với những bác nào mà đi gia đình này, dịch vụ này, làm xe hoa cưới hỏi cũng rất là đẹp luôn các bác nhìn nhé. Video của em thì quay rất là chi tiết rồi, rất mong sẽ nhận được những cuộc gọi, những phản hồi tích cực của khách hàng nhà mình. Và đừng quên rằng 11:30 các ngày trong tuần em sẽ có buổi báo giá trực tiếp trên fanpage Lê Hương Ô Tô Hải Dương. Đừng quên rằng hãy đăng ký kênh, ấn nút trang yêu thích để khi em update video lên, những mẫu xe nào, tầm tiền nào, giá như thế nào mà hợp với mình thì alo ngay cho em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ.